kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, khởi nghiệp chính là quá trình hiện thực các ý tưởng bán hàng, gồm cả giai đoạn thành lập, vận hành và duy trì, phát triển mô hình ấy. Nhiều người đã lựa chọn hình thức kinh doanh quy mô vừa và nhỏ để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình. Chính vì vậy mà quán, cửa hàng nhỏ thường được mở ra bởi những người mới bước vào con đường kinh doanh, vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu và học tập, vừa làm vừa trau dồi kinh nghiệm cho bản thân. Khi vẫn chưa có kinh nghiệm cho việc làm ăn buôn bán trên thị trường, việc kinh doanh quán, cửa hàng nhỏ là phương pháp hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm và biết cách giải quyết những vấn đề khó khăn có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh. Để chúng ta hiểu rõ hơn về việc khởi nghiệp kinh doanh, trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Ngọc Thật xin giới thiệu đến quý thính giả và các bạn cuốn sách mang tựa đề Quán, cửa hàng nhỏ, thu lợi lớn của tác giả Mai Duyên. Đây là một trong số các cuốn sách hay trong tủ sách hướng nghiệp. Sách do nhà xuất bản Dương Trí và công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Sách và Thiết bị Thư viện ấn hành năm 2021. Quý thính giả và các bạn thân mến, quán, cửa hàng nhỏ, thu lợi lớn là tuyển tập kinh nghiệm trong việc kinh doanh, mở bán đa dạng các sản phẩm khác nhau. Cuốn sách với 5 chương được tác giả chia sẻ chi tiết như Chương 1. Mở quán bán đồ ăn sáng. Chương 2. Mở quán bán đồ ăn vặt và đồ uống cho giới trẻ. Chương 3. Mở cửa hàng thực phẩm sạch. Chương 4. Mở cửa hàng tạp hóa và đồ gia dụng. Chương 5. Mở cửa hàng sách cũ, cửa hàng bán đồ handmade. Với những câu hỏi được đặt ra, đại loại như kinh doanh là gì, cần chuẩn bị những gì, chi phí mở quán, cửa hàng và phải làm thế nào để duy trì hoạt động, luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Trong tủ sách hướng nghiệp, quán, cửa hàng nhỏ, thu lợi lớn sẽ giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những mô hình kinh doanh quán nhỏ nhưng chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cao. Với cuốn sách này, người đọc sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ từ khâu chọn địa điểm mở quán, số vốn cần thiết, thủ tục đăng ký kinh doanh, phương pháp để duy trì và phát triển mô hình kinh doanh trong thời gian sắp tới. Đây thật sự là cuốn sách cẩm nang cần có cho những ai bắt đầu khởi nghiệp với mô hình quán, cửa hàng nhỏ, để có sự chuẩn bị chu đáo cho việc kinh doanh đạt được hiệu quả cao. Mô hình đầu tiên được tác giả chia sẻ trong cuốn sách này đó chính là mở quán bán đồ ăn sáng. Bởi bữa ăn sáng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe mỗi người. Làm giàu với ý tưởng kinh doanh đồ ăn sáng là sự lựa chọn thông minh, nhưng làm cách nào để kinh doanh hiệu quả, thu được lợi nhuận cao nhất? Những kinh nghiệm trong từng trang sách sẽ giúp chúng ta định hướng sắp xếp những việc cần phải làm để đạt được thành công. Như tác giả chia sẻ, công việc bán xôi hàng ngày nhưng rất nhiều người đã kiếm được khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nếu trong số quý thính giả đang nghe chương trình cũng có ý tưởng kinh doanh quán xôi thì hãy tham khảo những việc cần lưu ý, chuẩn bị trước khi thực hiện. Một số vấn đề cần chúng ta suy nghĩ và quan tâm khi mở bán món hàng nào đó như địa điểm mặt bằng mở bán, số vốn tối thiểu cần thiết ban đầu, khảo sát thị trường cũng như đối thủ cạnh tranh là một trong những việc quan trọng cần phải thực hiện. Nếu mở bán xôi, quý thính giả và các bạn cần khảo sát xung quanh vị trí của mình đã có quán nào hay chưa. Trường hợp đã có người kinh doanh cùng loại thì việc cần làm tiếp theo là tìm hiểu xem quán đó có những ưu điểm và nhược điểm nào, lượng khách đến với quán, menu của quán, từ đó tìm được hướng đi phù hợp cho quán của mình. Bên cạnh đó, những ai đang có ý định kinh doanh cũng nên tìm hiểu thêm về khách hàng ở khu vực xung quanh cửa hàng, mức sống của họ như thế nào, đối tượng chính là gì, dân văn phòng, công nhân. Xuất phát từ việc khảo sát kỹ thị trường sẽ giúp chúng ta tính toán được hướng đi cho quán của mình. Bên cạnh món ăn chính, quý vị có thể xây dựng thêm menu với các món ăn phụ, món ăn kèm theo để khách hàng có thêm sự lựa chọn cho mình. Tác giả Mai Duyên còn đặc biệt lưu ý đến thái độ bán hàng chuyên nghiệp cũng là yếu tố tạo thiện cảm tốt đối với khách hàng. Hãy luôn giữ thái độ niềm nở thân thiện với khách hàng. Khi quán đã đông khách, chúng ta nên thuê thêm nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tránh để tình trạng họ phải chờ đợi lâu. Tiếp theo, hãy đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp đáp ứng đủ các phẩm chất như nhanh nhẹn, gọn gàng, phục vụ nhanh chóng, đem đến sự hài lòng cho khách hàng. Theo kinh nghiệm có được từ việc mở quán, mở cửa hàng, bán một sản phẩm nào đó, chiến lược quảng cáo là việc làm không thể thiếu, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của cửa hàng.
để chúng ta có thể tiếp cận nhiều hơn quý khách hàng, nhất là thời gian đầu tiên khi vừa đi vào hoạt động, chưa được nhiều người biết đến, chưa có khách quen. Quý thính giả và các bạn nên nghiên cứu đẩy mạnh các chiến lược truyền thông quảng cáo. Trong số các cách làm nên thương hiệu hiện nay được nhiều người quan tâm và lựa chọn chính là đánh vào chất lượng sản phẩm cũng như những chương trình ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng. Sản phẩm vừa rẻ vừa chất lượng là tâm lý mua hàng chung của tất cả mọi người, là điều mà bất kỳ ai cũng hướng tới. Gợi ý một số phương pháp quảng cáo để chúng ta có thể tham khảo và áp dụng cho cửa hàng của mình. Như phát tờ rơi được thiết kế đẹp, rõ ràng, bắt mắt. Treo biển hiệu quảng cáo với màu sắc nổi bật phía trước quán, kèm theo địa chỉ và số điện thoại để khách hàng liên hệ khi có nhu cầu. Ngoài ra, đầu tư vào thực đơn của quán để khách hàng có thiện cảm khi lựa chọn sản phẩm. Thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, bên cạnh các công cụ truyền thông truyền thống, thì chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội gần như đã được triển khai áp dụng tại tất cả các cửa hàng, thương hiệu. Với digital marketing trên nền tảng Zalo, Facebook, TikTok, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn đối tượng tiếp cận trong độ tuổi nào, phạm vi ra sao và các chỉ số khác nhằm mang lại hiệu quả truyền thông cao nhất. Với các loại hình kinh doanh khác, chúng ta cũng nên tham khảo những lưu ý đã nêu bên trên, từ đó lựa chọn cho mình những sản phẩm kinh doanh phù hợp, cách thức vận hành phù hợp cùng với sự kiên nhẫn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp kinh doanh. Từ các quán cửa hàng nhỏ, chắc chắn quý thính giả và các bạn sẽ thu được lợi lớn từ việc này. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Quán cửa hàng nhỏ thu lợi lớn tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh vào lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.